Thưa quý vị, ngày 8 tháng 3 là ngày tôn vinh phụ nữ tiến bộ. Dịp này thì nhiều người bày tỏ tình cảm đối với phụ nữ bằng nhiều cách khác nhau. Thông thường thì các đấng mài râu sẽ dành tặng những lời chúc ngọt ngào, những bó hoa tươi thắm, những món quà thật ý nghĩa tới một nửa thế giới để bày tỏ sự kính trọng và tình yêu thương của mình dành cho các bà, các mẹ, các chị, vợ, những người em gái của mình. Tại tuyến phố Hoa, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, các sản phẩm quà tặng ngày 8 tháng 3 năm nay như hoa hồng với nhiều màu sắc khác nhau, quà đồng tiền hướng dương được bày bán khá nhiều. Giá các loại quà cũng bắt đầu tăng. Đây vẫn là loại quà được khách hàng nam mua tặng nhiều nhất, rất được giới trẻ ưa chuộng. Ngoài các loại quà bán lẻ thì quà tươi kết thành từng lẵng năm nay cũng khá đa dạng về kiểu dáng như lẵng quà hình dạng trái tim sử dụng hoa hồng làm nguyên liệu với hai màu trắng, đỏ khá tinh tế. Mấy cái lần lễ là đa dạng là nó sẽ lên là nhiều. Nó lên là nhiều thì mình cũng sẽ bán theo cái giá bình quân là nó như vậy. Chứ nếu mà mình lên cao quá thì khách hàng nó sẽ không thích gì mấy. Nhà cũng nhiều em. Sáng giờ cũng lai ra bán quà vậy đó em. Như là nó tóm là khách là ghé vậy đó. Tại vì mình cấm ra là mình bán, cấm ra bán cho nên khách rất là thích luôn đó. Bên cạnh các loại quà tươi truyền thống, thị trường quà tặng ngày 8 tháng 3 năm nay còn sôi động với những bó quà sáp được đựng bằng túi nhựa, hộp mica trong suốt, hay những đóa quà xếp giấy, quà bằng đất sét, quà bằng tiền hay những hộp quà gấu. Bên cạnh đó là những loại quà được đan bằng len cũng là sản phẩm được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi ưu thế về thời gian để được lâu. Không chỉ chú trọng đến chất lượng và loại quà, các chủ bán quà còn quan tâm đến thiết kế, tạo mẫu các lẵng quà bằng nhiều chất liệu khác nhau như bao bì, các loại giấy màu hoặc túi để cắm quà, khiến thị trường quà tặng 8 tháng 3 năm nay càng thêm phong phú. Như là mẫu hoa này nè, để như mới rồi gấu đồ này kia, các phụ kiện đồ đẹp và nó tăng tiến hơn. Và nó có phục vụ cho các anh chị em tặng cho cha mẹ hoặc người thân, hoặc người yêu đều là tốt đẹp hết trơn hết chị. Vì mẫu bông thì nó cũng như mọi năm vậy đó, cũng như là nó cũng giá cũng bình dân như vậy và nó hợp túi tiền cho mỗi khách hàng có khi người lại mua. Có thể nói, gia đình hòa thuận, vợ chồng chung thủy, con cái ngoan hiền, hiếu thảo là ước mong và cũng là sự tiếp sức cần thiết để người phụ nữ làm tròn nghĩa vụ trong gia đình và chức trách ngoài xã hội. Ngày 8 tháng 3, phụ nữ luôn vui khi nhận được quà tặng từ người thân, nhưng quan trọng nhất vẫn là tâm ý, sự chân thành của người trao gửi. Và quà tặng chủ yếu thể hiện tình cảm nên không cần món đắt tiền, chủ yếu là sự quan tâm về mặt tình cảm của những người thân trong gia đình dành cho người phụ nữ đó. Có thể là lời chúc ý nghĩa vào sáng sớm, một bữa cơm sum vầy, một bữa tối đoàn viên ấm áp. Sau tất cả công việc và trách nhiệm ngoài xã hội, có một mái ấm yêu thương để trở về, một bờ vai vững chãi để tựa lưng, để cảm thông, thấu hiểu. Đó sẽ là món quà quý giá và ý nghĩa nhất với mỗi người phụ nữ.